Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập C1 trang 78 sách giáo khoa vật lý lớp 6, nội dung như sau. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc? Để có thể trả lời bài tập này thì các em có hai cách. Cách thứ nhất là các em dựa vào bảng số liệu mà đề bài cho. Và cách thứ hai thì chúng ta có thể dựa vào đường biểu diễn mà chúng ta vẽ từ bảng số liệu. Rồi, ở đây cô sẽ dựa vào đường biểu diễn nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đông đặc của băng phiến. Các em quan sát là khi chúng ta để nguội băng phiến thì băng phiến sẽ giảm từ 86 đến 80 độ. Khi này thì băng phiến vẫn ở thể lỏng. Tới khi đạt 80 độ thì băng phiến bắt đầu chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Và quá trình này chúng ta thấy là từ phút thứ 4 đến phút thứ 8, nhiệt độ của băng phiến không hề thay đổi bằng 80 độ C và nó tồn tại ở cả hai thể lỏng và rắn. Điều này chứng tỏ là nhiệt độ 80 độ C chính là nhiệt độ mà băng phiến đang chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn. Có nghĩa đây chính là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Như vậy, với bài tập C1 thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Đó là khi mà chúng ta để băng phiến nguội dần từ 86 độ C, thì ta thấy tới 80 độ C, băng phiến tồn tại ở cả thể rắn và thể lỏng. Điều này có nghĩa 80 độ C chính là nhiệt độ mà băng phiến bắt đầu đông đặc. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập C1.